Hello, xin chào tất cả mọi người. Clip này thì mình sẽ làm về khẩu đua TMP VIP thực hiện cái thử thách cài 500 kill. Vâng, chúng ta sẽ cùng xem mình thực hiện cái thử thách này như thế nào, tàn sát zombie ra sao để kiếm được cái mốc 500 kill. Rồi những pha kill đầu tiên thì nó rất là đơn giản như đan rổ thôi. Rồi làm gì mà căng, nhấp nháy rồi bạn ơi. Cái thằng MG ấy chết nhầm, thằng M60 hay lắm bạn ơi, bạn chết chắc rồi. Mình mà không cover bạn thì bạn lấy cái tuổi gì mới đời ăn kêu chùa. Rồi ok, bạn đã chết chắc rồi. Xin lỗi, tại vì bạn ăn kêu chùa nhiều quá thôi. Và đấy, rồi bạn không ăn kêu chùa nhiều thì có lẽ bạn sẽ không chết đâu. Rồi, ai bảo tham làm cái gì. Đấy, nói chung là thân mình còn lo chưa xong. Mắc công gì lo phân thân mấy bọn này làm gì. Té thôi. Ôi, cái định mệnh nó ép 2-3 đường. Thế là mình phải biến thôi, tại vì mình mất giáp rồi, không thể đùa với bọn này rồi. Thử thách 500 kill nên phải chắc. Chậm mà chắc. Rồi, tuyệt vời. Thoát ra được cái lũ này thì sống rồi. Sống rồi. Úi giời, cái gì đấy, chạy nhanh vậy. Con này chắc chạy nhanh level 3 rồi. What the hell. Lại đây, úi giời, ném bom. Ném cái hũ mắm tôm làm cái gì. Rồi, này đi ném mắm tôm này. Rồi anh tia chớp anh ném rất là khỏe. Ủa, hai thằng bộc đầu, hai thằng chết cả hai luôn. Ai hí. Rồi, thằng nào bộc đầu thằng đấy chết thôi. Ngại gì vết bẩn nhỉ. Lại đây. Bố mày cơn. Ủa, rồi toàn tia chớp bộc đầu này. Ghê vậy. Ba thằng luôn. Rồi mình nghĩ là mình giết sạch rồi mà. Sao lại nhiều ấy nhỉ. Hư cấu. Tố cáo nó bị mệnh. Anh em nhìn lên cái khung chat đi ạ. Tố cáo ư. Mình có làm gì đâu. Thôi chắc là ăn kêu chùa nhiều quá. Mà kêu này phải kêu chùa đâu. Mình tự lực gánh sinh mà. Lên này. Nhây nhây 15 kêu. Tố cáo top 1 rồi. Chắc chắn là mình top 1 rồi. Lát xem mình sẽ bật kêu lên cho anh em xem. Mình nghĩ là cũng tầm 100 kêu ấy. Bình thường mình bắn như thế này là tầm trên 100 kêu. Hoặc tầm 9 mấy kêu đổ lên thôi. Đu. Nó ghi 156, mình thắng là được 166 luôn ạ. Thắng là thêm 10 kill. GBL. Rồi, một trận hiếp 156 kill. Bạn ơi, bạn xem hơi bị muộn. Kết thúc trận mình lên 166 rồi. Ghê chưa? Thế này thì đơn giản rồi. What the hell. Hack đấy. Hack phê lắm. Rồi. Ơ cái định mệnh. Thế đéo đâu. Chát lên cái câu hích mà nó chặn rồi. Đùa thật đấy chứ. Hiện lên một câu phê vãi thôi thì tụi nó sẽ không hiểu được mình đang nói cái gì. Chắc chắn là mình đang phê với lại cái hích của mình rồi. Mà không nói thì bọn này cũng biết rồi. Top xin này. Cái gì đây. Té thôi. Đây này, mình đây này. Ô, chê mình hích mà không đuổi theo mình nhỉ. À, tình như này khôn đấy. Rồi, nó giả vờ nhìn lên đồ hàng thôi. Nhưng mục tiêu chính vẫn là mình. Đây rồi, đây, úi xôi, mới hồi sinh thôi, không cần phải như thế đâu. Mới hồi sinh thôi mà nó sồn sồn với mình rồi, kinh thật đấy chứ. Mắt tình, đôi mắt phải gọi là hình hai viên đạn rồi. Bây giờ nó phải đạn của sniper thôi, chứ đạn súng thường thì nó hơi bị ngắn. Bây giờ đạn sniper, úi xôi, quay lại luôn, ghê vậy. Thôi, rồi tôi xong rồi, mình đã lọt vào con mắt xanh của anh em rồi, ghê quá. Rồi lát đừng tố cáo mình hack nhá, định mệnh hàng này mình mượn. Lát còn bị ban thì thôi xong rồi. Phải đăng clip lên chứng minh cho mình không hack. Chứ thế méo là VNG nó ban hạc đi thì thôi. Bạn ghé bạn hạc này thì chắc là sẽ không bao giờ cho mình mượn luôn đấy. Rồi ok. Rồi bây giờ đứng bút kêu chùa rồi. Mình được bút thêm gì ta, 3 sát thương level 3 rồi. Ui, như thế này thì cần một con zombie đơn giản lắm anh em ạ. Chỉ cần nhấp vào đầu tầm 3 phát là đi luôn một con. Nếu mà nhấp vào đầu cao lắm là 2 phát. Còn bình thường thì cứ 2 phát thôi. Lại đây. Rồi thôi dĩ thằng kia. Sorry bạn Hiền. Này thì lượn này. Lượn lờ. Chơi thử kìa. Tuy nhiên chơi thử cũng hay đấy. Parkour thì vẫn đứng được. Nhưng không thể bung qua nấc thứ 3. Đấy. Chỉ những người chơi chuyên mới lại bừng bắt cua qua nước thứ 3 của mình thôi. Hay lắm. À, đam vào đầu 1.700 kìa. Khá là mạnh. Úi dồi. Hết cả hồn. Ở pha đấy đáng nhẽ mình không nên biến.
Nhưng nhảy vào mồm thì phải biến thôi. Chúng ta phải biến khi mà đấy, người ta thì nhảy vào mồm, người ta chuẩn bị vào mồm rồi. Nhưng từ cái cổ họng nó trào lên mà biết làm sao. Đen cho bạn rồi. Đấy, bị nuốt vào mồm rồi vẫn bị lôi ra. 265 kill. Thì như trận lúc nãy mình chơi được có 99 kill. Không sao. Cứ một trận là gần 100 kill là ok rồi. Tại vì trận đầu tiên mình hồi lại tố cáo nó đi bay. Kill nhiều quá mà. Ghê thật đấy chứ. Thật là VL. Thôi các bạn bình tĩnh. Mình cày nốt 500 kill có khi lại ra 600 kill nữa ấy chứ. What the hell. Chơi xong trận này mình thấy 500 kill thì chỉ có bút thôi. Chứ còn bình thường chơi được, bắn được 500 kill rất là khó. Tại vì trận nào cũng phải không phải là như trận nào. Nếu mà gặp pro hoặc gặp pro thì dễ chết. Mà gặp gà thì lại cái phòng đấy lại không có zombie, thế lại không bắn được. Đấy, nó ảnh hưởng rất là nhiều yếu tố để các bạn không thể được 500 kill. Hoặc đang chơi thì vào trận khác thì admin nó cho làm zombie. Đấy, thì nó rất là khắm lọ. Ê, như trận này hết zombie rồi này. Đùa thật đấy chứ. Tôi xong rồi. Mình đang lo đây. Đang lo sợ trận này không có zombie bắn. Rồi. Ơ cái định mệnh đùa. Đã thế còn cận chiến luôn cho nó chất. Vờ lờ thật đấy chứ. Đã không có zombie rồi, thôi xong rồi. Thôi, chắc là mình sẽ không được 500 kill đâu. Tại vì mất một trận thì sẽ không bao giờ được. Tại vì kill cao nhất thì chỉ có đầu trận thôi. Tại vì đầu trận thì nhiều zombie, dễ bắn. Còn sau trận thì rất ít. Đấy, đấy là anh em hiểu tại sao mình hay cắt sang clip khác để cho chơi cho nó chất. Rồi, mình đã bị mất một trận. Thì những trận tiếp theo thì chắc là tầm hơn 400 kill là ok rồi. Thế thì 400 kill nha. Tại vì không có zombie mà, anh em cũng phải thông cảm mình chứ. Anh em thấy mình san một trận mà 166 kill là anh em cũng biết là 500 kill nó đơn giản như nhường nào rồi. Nếu mà nó không cho mình làm zombie hoặc bị cận chiến nhiều quá thì là mình sẽ không được thôi. Lại đây. Bố mày lại sợ mình quá cơ. Ai hi hi. Lại đây. Các bạn cứ lại đây để mình kiếm XQ à. Rồi. Cô làm cái gì? Đứng một chỗ đi cho mình bắn cho nó dễ dàng. Mà chạy thì nó cũng thế thôi. Chạy thì cũng dễ hết sọt. Ơ, cái thằng hủy diệt ấy chứ nhầm, cái thằng tia chớp này khó hết sọt này. Mình bắn những con khác thì thấy dễ. Nhưng cái con hủy diệt thì rồi mất giáp rồi. Mất giáp rồi. Làm gì mà căng. Bút tích kêu thôi mà. Khổ báo lắm cái gì. Rồi. Rồi trận này là ít zombie đấy. Thằng chán thế này thì biết phải làm sao bây giờ. Rồi một bé nó ra đi. Rồi tiến bạn ấy về cát bụi. Về với phương xa. Ấy chết nhầm. Gia nhập team zombie ấy nhở. Rồi tự nhiên lại bắt đầu cào cấu. Kiểu như phê thuốc. Ôi dồi ôi. Đi mấy. Mình hơi bị nhầm. What the hell. Đang nói chuyện. Trời ơi. Thôi xong rồi. Đã khó lên được 5 kill. Mà còn làm zombie nữa. Rồi không sao. Mình sẽ cố gắng cái móc 4-5 kill nhá. 4-5 kill thì đơn giản thôi. Nếu mà trận sau không được gì ta. Nếu mà mình không bị làm zombie ấy, tức là admin không cho mình làm zombie chứ không phải là mình bị cào. Trận sau mình nếu mà mình không bị cào thì chắc chắn là sẽ hơn 4-5 kill. Ấy chứ nhầm, không bị phong làm zombie chứ. Đấy. Còn muốn cào mình thì khó lắm. Khoai lắm cơ. Khẩu TMP VIP thì nó phải bút kill ấm ấy chứ. Rồi. Nhưng nếu mà cào được mình thì lúc đấy chắc mình cũng đủ kill rồi. Rồi, làm gì mà căng. Làm gì mà căng. Nghĩ gì. Rồi thôi xong rồi, yếu rồi. Hết giờ rồi. À bị thằng kia nó cào chết. Ngu người. Ok, mong trận này không bị cào làm giữa bài. À chứ nhầm, không bị phong làm giữa bài. Tố cáo top không anh em. Ai điên đi tố cáo mình. Đẹp trai thế này cơ mà. Tố cáo top 1. Mình mệnh, hay làm DM. Các bạn cứ tố cáo đi. Có gì mình lên VNG xin lại ạc vậy. Cố Vũ, chạy bền. Ok, không sao. Ạc phái. Chỉ có Cố Vũ thôi, với lại chạy bền là ngon. Còn kháng thì chắc là kháng zombie cào một lần hay sao ấy. Rồi tôi xong rồi. Cái địt mệnh đâu nữa. Không có zombie bắn rồi. Làm gì đây bây giờ. Mệnh trận thì bị cận chiến hết.
Chọn thì Zumbai lại bắt đầu AFK. Rồi cố gắng nào, chúng ta phải lấy được 4-5 kill. Rồi nhìn thằng to kìa, nó bất lực. Tại vì đông quá mà. Bao nhiêu cái đồng súng nó chĩa vào, bao mấy trăm viên đạn tha thu vào người. Rồi thằng M60, thằng đấy vẫn nhầy. M60 sinh hóa hay sao ấy. Ghê thật đấy chứ, thằng đấy cover nhiệt tình vậy. Này thì nhiệt tình này, khó ăn lắm. Đùa TMP VIP mà cứ bật cái sấy chùm lên mà cái đoạn mà gần chết ấy, các bạn bật sấy liên tục thì nó sẽ kill, nó sẽ thuộc về mình thôi. Đúng. Cố gắng hết sọ nữa là tuyệt vời. Đấy, cây này mình ép lên tầm 87 viên, bá lắm anh em ạ. Bá lắm. Bình thường chưa ép thì như là chỉ có 4 mấy hoặc 5 mấy thôi, không ăn thua, hình như 50. Lại tỏ ra nguy hiểm lại. Bạn ấy đang tỏ ra bạn ấy đang trâu như một con bò. Rồi bọc đầu. Này thì bọc đầu này, dễ ăn vậy ư? Khó lắm. Rồi cố lên nào, cố lên, cố lên nào, cố lên nào, ta cùng cố lên. Đây 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 đây, các bạn hiền, gần hết giờ rồi. Lại đây để mình mút kill nào. Úi trời, hoài lắm cơ. Đâu rồi? Úi trời, hết giờ rồi. Hết giờ rồi nào các bạn hiền. Hết giờ rồi. Nào. Úi trời, biến luôn đi, mệnh nó nữa. Biến luôn đi. Úi trời, y một mả trong đấy luôn. Mệnh ghê vật, ghê thật đấy chứ. Rồi. Úi trời, hết giờ rồi, không ăn được gì rồi. Hoài lắm. Mình nghĩ là tầm 4-5 kill trận này ấy. Rồi biết ngay mà. Bình thường mình sang một trận cứ tầm 100 kill đổ lên thôi. Còn trận đầu thì nhiều zombie thì dễ hơn 150 kill. Ok, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Không biết là tự nhiên ra có tố cáo mình không. Bye bye mọi người. Không biết là bị tố cáo không chứ tố cáo xong thì sấp mặt.